Cô chào các em. Các em ngồi xuống. Ở lớp 4, các em đã được nghe cô giáo kể và kể lại rất nhiều câu chuyện bổ ích và lý thú. Hôm nay, trong tiết kể chuyện đầu tuần của lớp 5, cô sẽ kể cho các em nghe về một thanh niên yêu nước mà tên tuổi đã đi vào lịch sử. Anh đã tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi và đã từng hoạt động ở bến cảng Sài Gòn, thành phố của chúng ta. Anh đã anh dũng hy sinh khi mới 17 tuổi. Sau khi nghe cô kể chuyện, các em sẽ tập kể lại và trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện. Anh Lý Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1928, anh gia nhập tổ chức cách mạng và được cử ra nước ngoài học. Anh học rất sáng dạ, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh đều nói rất thạo. Mùa thu năm 1929, anh trở về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ tài liệu, trao đổi với các tổ chức đảng bạn bè qua đường tàu biển. Để tiện cho công việc, anh đã cải trang đóng vai người nhặt than ở cảng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, bậc thám đông như ruồi, nhưng bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào cũng được anh Lý Tự Trọng hoàn thành. Anh nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh. Có một lần, tài liệu nhiều, anh phải gói vào một chiếc màn buộc sau phía xe. Khi anh đi qua phố, một tên đổi tay gọi lại, đòi khám xét. Anh nhảy xuống, vờ mở bọc ra, nhưng kỳ thực anh buộc lại cho chặt hơn. Tên đội sốt ruột, quăng xe, chạy đến, lúi húi mở bọc. Nhanh trí, anh vô lấy xe của nó, nhảy lên rồi vọt mất. Một lần khác, anh chuyển tài liệu từ tàu biển lên. Bọn lịch giữ lại, đòi khám anh. Anh đã nhanh chân nhảy tóm xuống nước, lặn qua gầm tàu, rồi trốn thoát. Đầu năm 1931, trong một cuộc meeting, một anh cán bộ ta đang nói chuyện trước đông đảo công nhân và đồng bào. Thì bất ngờ, tên thanh tra mật thám lơ găng ập tới, định bắt anh cán bộ. Lập tức, anh Trọng rút súng lục ra, bắn chết tên mật thám. Không thoát khỏi được vòng vây của bọn chúng, anh đã bị giặc bắt. Giặc tra tấn anh rất là dã man, khiến anh phải chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng anh chẳng hề hé cho chúng một điều bí mật gì. Ra trước tòa, anh hiên ngang tố cáo tội ác của bọn chúng và tuyên truyền cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh nói anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh gạt phắt lời luật sư nói, tôi hành động có suy nghĩ, mọi việc tôi làm đều vì cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên, nhưng tôi đủ trí khôn hiểu ra rằng, thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác. Thực dân Pháp bất chấp dư luận và luật pháp đã xử tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước khi chết, anh vẫn hát vang bài quốc tế ca. Năm ấy, anh mới 17 tuổi. Để các em nắm vững khúc truyện và kể lại cho tốt, các em hãy nhìn lên bảng, quan sát từng tranh minh họa để nghe cô kể câu chuyện lần thứ hai. Anh Lý Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh, miền Trung của nước ta. Năm 1928, anh gia nhập tổ chức cách mạng và được ra nước ngoài học. Anh học rất sáng dạ, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, anh nói rất là thông thạo. Học rất sáng dạ là học đâu biết đấy, nhớ đấy. Mùa thu năm 1929, anh trở về nước, được đảng phân công làm nhiệm vụ liên lạc, trao đổi thư từ với các tổ chức đảng bạn bè qua đường tàu biển. Để tiện cho công việc, anh phải đóng vai
người nhặt than ở cảng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, mật thám có mặt khắp mọi nơi, nhưng bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào cũng được anh Trọng hoàn thành. Trong công việc, anh nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh. Có một lần, phải chuyển nhiều tài liệu nên anh gói chúng vào một chiếc màn buộc sau xe. Khi anh đi qua phố, một tên đội tay gọi lại đòi khám xét anh. Anh nhảy xuống, giả vờ mở bọc ra, nhưng kỳ thực anh buộc lại cho chặt hơn. Tên đội sốt ruột, quăng xe chạy đến tự mở bọc. Nhanh trí, anh đã vô lấy xe của nó, nhảy lên rồi vọt mất. Một lần khác, anh chuyển tài liệu từ tàu biển lên, bọn lính giữ lại đòi khám xét anh. Anh đã nhanh chân nhảy tõm xuống dòng sông, lặn qua gầm tàu rồi trốn thoát. Đầu năm 1931, trong một cuộc meeting, đây là một cái cuộc họp của đông đảo quần chúng, thường có nội dung về chính trị nhằm biểu thị một cái ý chí chung, thì bất ngờ tên thanh tra mật thám lơ gần ập tới, định bắt anh cán bộ đang nói chuyện trước đông đảo đồng bào. Để cứu đồng chí, anh Trọng đã cầm súng bắn chết tên mật thám. Không thoát khỏi được vòng vây của bọn chúng, anh đã bị bắt ngay sau đó. Thực dân Pháp tra tấn anh rất là dã man. Chúng dùng mọi cực hình tra khảo anh bằng trận đòn dã man nhất. Nhưng anh vẫn giữ vững khí tiết của người cách mạng kiên trung. Anh Trọng đã nêu cao cái ý chí cách mạng, cái khí phách của người cộng sản. Kẻ thù rất là kinh sợ nên gọi anh là ông nhỏ. Ra trước tòa, anh dũng dạc lên án tội ác của bọn cướp nước. Luật sư bào chữa cho anh. Luật sư là người làm cái nghề nghiên cứu về pháp luật để bên vực cho những người phải ra trước tòa. Nói anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh gặp phớt lời luật sư nói: tôi hành động có suy nghĩ, mọi việc tôi làm đều vì cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên, nhưng tôi đủ trí khôn hiểu ra rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác. Thực dân Pháp bất chấp dư luận và luật pháp đã đem anh ra xử tử vào một ngày cuối năm 1931. Trước lúc chết, anh vẫn hát vang bài quốc tế ca: vùng lên hơi cang nô lệ ở thế gian. Lời hát ấy cứ hát mãi đến khi anh không còn hát được nữa. Anh đã anh dũng hy sinh khi ấy mới 17 tuổi. Các em mở sách giáo khoa, chúng ta cùng thực hành luyện tập kể chuyện. Cô mời Ngân đọc yêu cầu bài tập 1 cho cô. Các em hãy quan sát tranh minh họa và nhớ lại nội dung câu chuyện mà cô vừa kể để tìm một hai câu thuyết minh cho nội dung từng tranh. Các em hãy trao đổi với bạn bên cạnh để tìm lời thuyết minh ngắn gọn nhưng đủ ý. Sau 3 phút, các em sẽ nêu cái lời thuyết minh của mình trước lớp để cho các bạn và cô cùng nhận xét. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Qua đường tàu biển, bạn như vậy là bạn nói như vậy là đầy đủ. Thuyết minh trên 4 là anh Lý Tự Trọng đã nhìn thấy tin mật thám định bắt anh cán bộ và lúc chúng lục ra bắn chết. Anh tôi thuyết minh trên 1 là anh Trọng biết sống dạ. Anh kể vậy chưa đủ đâu mà chưa mình muốn thêm là trao đổi với các tổ chức đảng.
qua đường tàu biển. Bài hát 303 là anh chặn nhanh trí gan dạ. Mà bạn kể, bạn nói vậy chưa có đủ chi tiết thể hiện sự nhanh trí của anh Trọng đâu. Trong một cuộc meeting, anh Trọng bắn chết. Cô mời Dinh Thúy Minh Tranh Phục. Phương Anh. À, lời thuyết minh cho tranh 1 như vậy là đủ ý. Tiếp tục tranh 2, cô mời Mỹ. Thưa cô là trở về nước anh chẳng làm liên lạc cho đảng. Cô mời Khánh. Thưa cô là anh đóng vai người nhặt than để làm liên lạc. Cô mời bạn Vân Anh. Thưa cô, về nước anh làm liên lạc cho đổi thư từ với các đảng. Lời thuyết minh của các em như vậy là phù hợp với nội dung tranh là trở về nước anh làm liên lạc, trao đổi thư từ với các tổ chức đảng bạn bè qua đường tàu biển. Tiếp tục tranh 3, cô mời Trung. Cô, tranh 3 là anh Trọng nhanh trí, dũng cảm. Thế Vi thế nào con? Cho cô, con đồng ý kiến với bạn Trung, nhưng con thêm một chi tiết là trong công việc anh luôn bình tĩnh. Anh Trọng rất nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh trong công việc. Tiếp tục tranh 4, cô mời Thùy Trang. Cho cô là để cứu đồng chí của mình, anh bắn chết lên mình thả. Cô mời Ngân. Là chức minh quốc em. Do cô là trong một buổi meeting, anh đã bắn chết tên một tháng và bị giặc bắt. Thế Ngân cho cô hỏi nè, con biết vì sao mà anh Trọng bắn chết tên thanh tra mật thám Lơ Gan không? Do cô là vì để cứu cán bộ. Vậy lời chức minh của con đã có chi tiết đó chưa? Chưa. Vậy con thêm chi tiết đó cho cô nha. Là trong một buổi meeting, anh Trọng đã để cứu đồng chí, anh Trọng đã bắn chết tên mật thám và bị giặc bắt. Thuyết minh cho cô tranh 5, cô mời bạn Thảo. Thưa cô, là trước tòa án, anh Trọng đã hiên ngang tố cáo tội ác của bọn đế quốc. Thế bạn nào có thể thuyết minh cho cô tranh 5 đầy đủ và ngắn gọn hơn? Thư. Thưa cô, là trước tòa anh hiên ngang giữ vững lý tưởng cách mạng của mình. Trước tòa anh hiên ngang giữ vững lý tưởng cách mạng của mình. Tiếp tục tranh 6, cô mời Long. Thưa cô, là ra bắt trường trước khi chết, anh vẫn hát quan bài. Ra pháp trường anh vẫn hát vang bài quốc tế ca. Các em đã vừa nêu các lời thuyết minh. Bây giờ cô sẽ mời hai bạn xung phong chỉ tranh và nêu lại 6 lời thuyết minh. Cô mời bạn Hằng, cô mời bạn Thùy Trang. Hằng thuyết minh cho cô 3 tranh đầu, còn Thùy Trang sẽ thuyết minh cho cô 3 tranh sau. Cô mời Hằng. Cô, anh Trọng rất sáng dạ, được ra nước ngoài học tập. Trở về nước, anh làm liên lạc, trao đổi thư từ với các đảng. Anh nhanh trí, dũng cảm và bình tĩnh trong công việc. Thì Trang. Nhân cô là trong một cuộc bắt tin, anh đã bắn chết tên một tháng và đã bị bắt. Trước tòa, anh giữ vững lý tưởng cách mạng của mình. Trước lúc chết anh vẫn hát quen bài quốc tế ca. Cảm ơn con. Cô mời hai bạn đứng lên đọc nối tiếp theo thứ tự tên tranh và lời thuyết minh tương ứng với mỗi tranh. Cô mời bạn Ngân, cô mời bạn Vi. Ngân sẽ đọc cho cô tên tranh, còn Vi sẽ đọc cho cô lời thuyết minh của tranh. Chương 1, lý tự trọng học rất sáng. Trên 2, về nước, anh được giao nhiệm vụ chuyển và nhận thư từ tài liệu cho đỡ với các tổ chức đảng bạn bè qua đường tàu biển. Trên 3, lý tự trọng rất nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh trong công việc. Trên 4, trong một buổi meeting, anh đã bắn chết tên mật thám, cứu đồng chí và bị giặc bắt. Trên 5, trước tòa án giặc, anh hiên ngang khẳng định lý tưởng cách mạng của mình. Trên 6, ra pháp trường, lý tự trọng vẫn hát vang bài quốc tế ca. Các em đã nắm vững cốt truyện Lý Tự Trọng qua lời thuyết minh theo nội dung từng tranh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện bài tập 2 là tập kể lại toàn bộ câu chuyện. Trước khi chúng ta kể trong nhóm cho nhau nghe, cô mời hai bạn đã nắm vững cốt truyện xung phong kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện. Cô mời bạn Trung. Cô mời bạn Mỹ. Bước đầu chúng ta luyện tập thì các em cố gắng
nhớ lại câu chuyện. Nếu mà chúng ta có quên thì chúng ta có thể nhìn vào tranh minh họa hoặc là lời thuyết minh tranh. Nhưng các em cố gắng là chúng ta phải diễn đạt bằng cái lời của mình, bằng cái cảm xúc riêng của mình. Cô mời Trung kể cho cô ba tranh đầu. Mỹ sẽ kể tiếp cho cô ba tranh sau. Các em chú ý lắng nghe, chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Cô mời Trung. Lý Tự Trọng, quê ở Hà Tĩnh. Anh tham gia cách mạng vào năm 1928 và được cử ra nước ngoài học tập. Ở đấy, anh học rất khán giả, tiếng Anh cũng như tiếng Trung Quốc, anh đều nói được rất thành thạo. Mùa thu năm 1929, trở về nước, anh làm liên lạc, trao đổi thư từ, tài liệu với các đảng. Để tiện cho công việc, anh đóng vai người nhặt than ở bến cảng Sài Gòn. Có lần trong khi chuyển tài liệu, anh bị một tên thanh tra mật thám đòi xét. Anh mới nhanh chân nhảy xuống nước, lặn qua gầm cầu rồi trốn thoát. Cô mời em nghỉ. Các em lắng nghe để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Trong một buổi meeting, anh Trọng đã nhìn thấy tên thanh tra mật thám lơ răng định bắt anh cán bộ và đã rút súng lục ra bắn chết tên mật thám. Không chống kịp, anh đã bị giặc bắt. Ra trước tòa án giặc, anh hiên ngang vạch mặt bọn đế quốc. Luật sư bào chữa cho anh nói, anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh gạt phát lời luật sư nói, tôi hành động có suy nghĩ, mọi việc tôi làm đều vì cách mạng. Tuy tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu ra rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác. Bọn Pháp sợ khí phách anh hùng của anh đã đem anh đi xử bắn. Ra pháp trường, Lý Tự Trọng vẫn hát vang bài quốc tế ca. Thế qua hai lời kể của hai bạn, các em có lời nhận xét gì? Cô mời Đạt. Bạn đã nắm vững được cốt truyện, lời gửi bạn to, rõ, trôi chảy, mạch lạc. Theo con thấy bạn Trung cần bổ sung thêm chi tiết là anh nhập bọn tay trên phố. Thế con có thể kể lại đoạn đó cho bạn nghe nè. Vì chuyển tài liệu nhiều nên anh phải gói vào chiếc mềm một sao xa. Khi đi vào phố thì tên nợ tay bước chợt gọi anh lại và khám anh. Anh nhảy xuống và mở mặt ra, nhưng thực ra là anh buộc tôi chặt lại. Tên đội mới sốt ruột mới bỏ xe chạy tới từ mở bọc nhau. Lúc đó anh liền nhảy lên xe của nó rồi gặp nó. Cảm ơn em. Cô mời Mỹ Linh. Bất có thể kể thêm cho bạn chi tiết đó cho bạn nhớ không? Là gặp cha tấn anh rất dã man nhưng anh vẫn kiên cường bất khuất, không khai nửa lời. Bị giam trong một bọn sai một rất khâm phục anh, gọi anh là ông nhỏ. Cô cảm ơn em. Qua lời kể hai bạn thì cô thấy các em đã nắm được cốt truyện. Lời kể thì to rõ, tuy nhiên thì các em khi kể thì cần phải kể với giọng tự nhiên hơn. Rồi kể thì các em cần làm rõ thêm một số chi tiết để thể hiện cái sự nhanh trí của anh Trọng trong công việc, cũng như là sự kiên cường bất khuất của anh Trọng trước kẻ thù. Để thu hút được người nghe, khi các em kể chuyện cần phải kể với cái giọng kể tự nhiên. Cái đoạn kể anh Lý Tự Trọng rất là nhanh trí, gan dạ, bình tĩnh trước những cái tình huống nguy hiểm trong công việc, thì các em nên kể với giọng hồi hộp. Có thể là mình nhấn giọng thêm ở những từ ngữ đặc biệt để thể hiện được cái sự nhanh trí cũng như cái sự gan dạ của anh trong công việc, cũng như là cái sự kiên cường bất khuất của anh trước kẻ thù. Lời quan trọng thì các em cần phải nói dõng dạc, phải mạnh mẽ hơn để thể hiện được cái dũng khí của người chiến sĩ cách mạng. Rồi cái lời kể cuối thì các em cũng nên kể với giọng trầm thấp, kể với cái giọng kể thấp để thể hiện được cái sự tiếc thương cũng như cái sự cảm phục. Bây giờ cô sẽ dành 3 phút để cho các em
tập kể trong nhóm theo từng cặp. Vì không có nhiều thời gian nên mỗi em kể nửa câu chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ đổi lại. Các em cố gắng nhớ lại cốt truyện để kể lại cho nó sinh động. Chỉ khi nào mình quên thì mình mới nhìn vào tranh. Sau khi các em tập kể, chúng ta sẽ cùng nhau thi kể. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Thao tác điều bộ vô không? Mình có thể gì ta nhà dây dây vậy kể đi. Con kể thêm cái thao tác vô. Chúng ta đã tập kể trong nhóm, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi kể lần lượt hai phần của câu chuyện. Phần đầu thì các em sẽ kể cho cô với nội dung ba tranh. Phần 2 các em sẽ kể tiếp cho cô nội dung của ba tranh sau. Bây giờ bạn nào sẽ xung phong thi kể phần 1, phần đầu của câu chuyện. Cô mời bạn Linh. Các em lắng nghe. Anh Lý Thượng Trọng, quê ở Hà Tĩnh. Anh sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Anh tham gia cách mạng năm 13 tuổi và được cử ra nước ngoài để học tập. Anh học rất giỏi, tiếng phổ thông anh đều nói được và cũng như tiếng Anh cũng không kém phần gì. Anh trở về nước và được ra nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển động thư từ với đảng, bạn bè qua đường bờ thủy. Một lần đi qua phố, một tên lính Pháp gọi lại đòi khám anh. Anh nhảy xuống và mở bọc ra, nhưng kỳ thực anh buộc lại cho chặt hơn. Chờ mãi, tên đội sốt ruột bước xe lên đường, chạy tới mở bọc. Nhân cơ hội anh ngồi lấy xe của nó và chạy mất. Lần khác anh đang chuyển tài liệu từ tàu biển lên. Đứng chặt, giữ lại, đòi khám. Anh nhanh chân nhảy xuống nước và lặn qua gầm tàu trốn thoát. Nào, vỗ tay không bạn? Tiếp tục là bạn nào xung phong kể? Cô mời Thảo. Anh phải buộc vào ở sau xe đang đi qua phố,
thì có một tên nổi tay gọi anh lại đợi khám. Ê, Thành nhỏ, lại đây coi. Anh đã nhảy xuống, vờ mở ngọc ra. Nhưng thực tình là anh buộc dây chặt thêm. Tên nổi tay sốt ruột, bỏ xe, lúi húi, tháo mở bọc. Nhằm gì chớp, anh vồ lấy xe của nó, nhảy lên, rồi vọt mất. Một lần khác, anh chuyển tài liệu từ tàu biển lên, lính giặc giữ anh lại trực khám. Anh đã nhanh chân để tóm xuống nước, lạnh với gầm tàu, rồi chống thoát. Là vỗ tay hơn ngô bạn. Qua lời kể của hai bạn, các em cho cô lời nhận xét. Trung. Cô lời kể của bạn lên, bạn Linh kể nội dung đầy đủ. Lời kể của bạn thì chưa tự nhiên, nhưng mà kể to, rõ. Con bạn có thích bạn nói điểm là bạn đã thể hiện rõ sự nhân trí của anh Trọng trong công việc. Rồi, cảm ơn em. Cô mời tiếp tục, cô mời Mỹ. Cô thấy bạn Thảo kể to, rõ, cơ chảy, mạch lạc và nội dung chi tiết đã đầy đủ. Cảm ơn em. Thế em học hỏi được gì ở bạn không nào? Cô mời Linh. Lòng tiếc của nhân vật, tức là bạn biết lòng, bạn biết dẫn cái lời nói của nhân vật trong câu chuyện. Đúng rồi đó, cô thấy cái điều đó con nên học nha. Khi mình kể thì mình phải biết phối hợp cái lời của nhân vật trong câu chuyện để cho cái câu chuyện chúng ta hấp dẫn hơn. Thế trong cách kể của hai bạn, các em thấy bạn nào kể hay nhất nè? Huy. Dạ, thưa cô, thấy bạn kể hay nhất. Bạn nào không? Dạ, thưa cô, thấy bạn Thảo kể hay nhất. Bạn Thảo kể hay nhất. Thế Đạt thấy bạn nào kể hay nhất nè? Bạn Linh kể hay nhất. Đây là kể của bạn Tự Nhiên. Cảm ơn em. Qua lời kể của hai em thì cô nhận thấy rằng là cả hai em đều kể rất là tốt. Bước đầu thì đã nắm được những cái sự việc chính trong câu chuyện. Cô cũng có lời khen Thảo, thì trong khi kể em đã biết dẫn lời của nhân vật. Đây là một cái điều mà lớp chúng ta cần học hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thi kể tiếp phần cuối của câu chuyện. Bạn nào xung phong kể trước nè. Cô mời Mỹ Linh. Các em lắng nghe. Trong buổi mít tinh, anh Trọng nhìn thấy tên Thanh Tra Mật Thám ngờ rằng bỗng ập tới, định bắt anh cán bộ đang nói chuyện trước đông đảo quần chúng. Anh Trọng cầm súng lục bắn chết tên Mật Thám. Thế là ngay sau đó anh bị đập bắt. Sạc tra tấn anh rất dã man. Chúng dùng mọi tục hình tra khảo anh, như dùng roi đánh anh, khiến anh nhiều lần cũng phải chết sống chết dở. Nhưng anh vẫn không khai nổi lời. Bọn giặc rất là khâm phục và khiếp sợ trước khí phách của anh, nên bọn chúng thường gọi anh là ông nhỏ. Ra trước tòa, anh tố cáo tội ác của bọn cướp nước. Luật sư bào chữa cho anh nói anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động dại dột, không có suy nghĩ. Anh gạt phắt lời luật sư: tôi không hành động dại dột, mọi việc tôi làm đều vì các mẹ. Tuy tôi chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu ra rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng. Dân Pháp bất chấp những lời của dư luận và luật pháp, đem anh ra xử tử vào một ngày cuối năm 1931. Trước khi chết, anh Trọng vẫn hát vang bài quốc tế ca. Năm ấy, anh chỉ mới có 17 tuổi. Chúng ta vỗ tay hoan bạn nào. Bây giờ bạn nào xung phong kể tiếp nè. Cô mời Đạt. Trong một buổi meeting, anh Trọng đã bắn chết tên Thanh Tra Mật Thám đang định bắt anh cán bộ ta đang nói chuyện với tài trại công nhân và đồng bào. Thật không may, sao ngay sau đó anh đã bị bắt. Dù giặc tra tấn anh rất dã man, dùng đủ mọi cực hình để tra khảo anh, nhưng không tiết lộ cho chúng biết một điều bí mật nào. Trong nhà lao, anh được bọn dân lực khâm phục, họ gọi anh là ông nhỏ. Ra pháp trường, ra trước tòa, anh tố cáo tội ác của bọn cướp nước.
và tuyên truyền lý tưởng cách mạng của mình. Luật sư bào chữa cho anh nói: anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh nhận phát luật sư: tôi hành động có suy nghĩ, bởi vì tôi làm vì một cách mạng. Bởi vì tôi chưa đến tuổi thành niên nhưng tôi có đủ trí khôn thì nói rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác. Thật dân pháp rất tức giận, chúng bất chấp những lời dữ luận của luật pháp nên đã đem anh ra xử bắn. Trước lúc chết anh đã muốn hát vang lên bản của tớ cha. Khi ấy anh mới 17 tuổi. Nào cho cô lời nhận xét. Cô mời bạn Phi. Cho cô là lời kể của bạn to, rõ, tự nhiên. Nhưng bạn thiếu một chi tiết là anh Trọng cầm súng lục bắn chết tên một tháng. Bạn nào kể thiếu? Cho cô là bạn Đạt. Bạn Đạt kể thiếu. Rồi cảm ơn em. Thế em nào có lời nhận xét khác nào? Cô mời Vân Anh. Cho cô, con thấy bạn Đạt đã kể cho chị Mạnh Lạc nhưng chưa lo cứu được người nghe. Chưa là cũng được nghe. À, thế còn bạn Linh thì thế nào? Lời kể của bạn Linh ra sao? Phương Anh, con có lời nào? Hỏi ở bạn là được là bạn sẽ chỉ biết phối hợp với điệu bộ và động tác. Bạn Linh đã biết phối hợp lời kể với cái cử chỉ điệu bộ trong khi kể. Điều đó thì các em cũng nên học hỏi ở bạn Linh. Trong hai bạn, các em thích cách kể của bạn nào nhất? Cô mời bạn. Em thích cách kể của bạn Đạt. Em thích cách kể của bạn Đạt. Thế còn Vi, em thích cách kể của bạn nào? Cô, em thích cách kể của bạn Linh. Thích cách kể của bạn Linh. Tôi Hăng. Cô, em thích cách kể của bạn Đạt. À, cách kể của bạn Đạt. Thì qua lời kể của hai bạn thì các em cũng đã kể khá tự nhiên. Tuy nhiên thì cô thấy là bạn Đạt là cần phải kể chậm rãi hơn một chút. Em kể hơi nhanh nên là có thể là các bạn không nghe kịp. Ở bạn Linh thì cô thấy cũng một cái hay, các em cũng nên học hỏi ở bạn là khi bạn kể, bạn biết phối hợp lời kể với cái cử chỉ, với cái điệu bộ. Rồi có một điểm cô cũng nghe thấy ở bạn Linh kể là bạn nói là bọn giặc tra tấn anh rất là dã man, dùng đủ mọi cực hình. Rồi sau đó bạn sẽ kể thêm cho những cái cực hình mà bọn thực dân Pháp đã dùng để tra tấn anh. Cô thấy cái điều đó các em cần phải học hỏi ở bạn. Cả hai bạn cô thấy điều kể rất là hay. Chúng ta vỗ tay quan hô hai bạn. Bây giờ cô sẽ mời một bạn sẽ kể toàn bộ câu chuyện. Cô mời bạn Huy. Anh Lý Tự Trọng sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Anh tham gia cách mạng và được tổ chức cách mạng cử đi học ở nước ngoài. Anh học rất giỏi, tiếng Hoa cũng như tiếng Anh, anh đều nói được rất thành thạo. Trở về nước, anh làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu, trao đổi với các tổ chức, đảng, bạn bè qua đường tàu biển. Để che mắt bọn địch, anh phải cải trang là người nhặt than ở bến cảng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, một thám khắp mọi nơi, nhưng anh vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt công chuyện mà đảng đã giao cho. Anh nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh. Có lần tài liệu nhiều, anh phải gói vào một chiếc màn buộc sầu sẹt. Đi khi đi qua phố, đúng một tên nữ tay gói anh lại và khám xét anh. Anh nhảy xuống và có bột ra, nhưng kỳ thật là anh buộc lại cho chặt hơn. Tên nữ xuất vượt khoan xe chạy tới tận mở bọc. Nhanh như chớp, anh vô lấy xe của nó, nhảy lên rồi vọt mất. Đầu năm 1931, trong một cuộc meeting, một anh cán bộ ta đang nói chuyện với đông đảo công nhân đồng bào Sài Gòn. Tên thanh tra một tháng rồi ta áp tới, định bắt anh cán bộ. Nhanh như chớp, anh Lý Tự Trọng rút cái súng lục ra và bắn chết tên một tháng, không thoát khỏi vòng vây của bọn địch.
bọn địch cha chúng anh rất là tàn bạo, nhưng anh cũng không hé một điều bí mật gì cho chúng nghe. Trong nhà lao, anh được những người có ngục rất là khâm phục và khi nể. Bọn chúng gọi anh là ông nhỏ. Trước tòa, anh đứng dậy vạch mặt bọn đế quốc và tuyên truyền cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh nói rằng anh chưa tuổi thành niên nên vẫn thiếu suy nghĩ. Anh lại phát ra luật sư nói lại rằng tôi là vẫn có suy nghĩ, bởi vì tôi làm đi vì cách mạng. Tuy tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu ra rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác. Nhưng Dương rất phẫn nộ về việc sự bắn anh Lý từ chồng. Thật dân pháp bất chấp dư luận và luật pháp, sự tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước lúc chết, anh chọn vẫn hát vang bài Đức Thầy Ca. Năm ấy, anh mới 17 tuổi. Điểm nào hay không? Trốn. Cô là con thấy bạn kể là nội dung khá đầy đủ, nhưng bạn còn kể thiếu chi tiết là anh chuyển tài liệu từ biển lên. Rồi, cảm ơn em. Thế Phương Anh còn là nhận xét nào? Cô là con thấy lời kể của chú bạn là con rất là xúc động. Con rất cảm ơn, con rất là thương tiếc cho anh Trọng vì đã hy sinh lúc mình chưa đến tuổi thành niên. Cái lời kể nào có thể nhắc lại cho các bạn nghe không? Thưa cô là bạn Huy kể là năm ấy anh mới 17 tuổi. Bạn Huy kể rất là hay. Trong khi kể, bạn biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ và nét mặt. Cái lời kể cuối cùng của bạn cũng làm cho người nghe rất là xúc động, cảm thấy rất là thương tiếc cho anh Trọng. Anh Trọng đã hy sinh khi còn rất trẻ. Qua câu chuyện, các em có thể cho cô biết anh Trọng là người như thế nào? Cô mời bạn Ngân. Anh Trọng là người rất dũng cảm. Thế còn Thanh thế nào? Là một người yêu nước. Đạt. Cô anh Trọng là rất nhanh trí. Rất nhanh trí. Hào. Cô con thấy anh Trọng vẫn rất bình tĩnh trong công việc. Thế còn bằng nào bổ sung cho cô thêm nào? Cô mời bạn Đức, bạn Huy. Dạ cô, là con thấy anh Trọng rất kiên cường, bất khuất với kẻ thù. Thì qua những lời các bạn phát biểu, bạn nào có thể nêu lại đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện? Cô mời Mỹ. Cô, câu chuyện ca ngợi anh Lý Tự Trọng là một người dũng cảm, có lòng yêu nước, bất khuất khi nghe trước kẻ thù. Anh Trọng là một người có lòng yêu nước, dũng cảm, kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Anh dám hy sinh thân mình để cứu đồng đội. Cô mời một bạn đọc to ý nghĩa câu chuyện. Phi. Cô là ý nghĩa câu chuyện là ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. Cảm ơn em. Chúng ta cảm thấy chúng ta rất là tự hào. Thành phố có một anh hùng trẻ tuổi đã từng hoạt động cách mạng và hy sinh anh dũng. Tấm gương hy sinh anh dũng của anh Trọng sẽ in mãi trên trang giấy lịch sử. Noi gương anh, các em phải quyết tâm học tập và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Trong tiết kể chuyện hôm nay, các em đã thực hành luyện tập kể chuyện rất tốt. Các em đã chú ý lắng nghe các bạn kể để nêu được đầy đủ những cái lời nhận xét. Qua lời kể, các em cũng bộc lộ rõ cái niềm tự hào về người anh hùng trẻ tuổi đã từng tham gia cách mạng và hy sinh anh dũng trên thành phố thân yêu của chúng ta. Các bạn kể chuyện cũng rất là hay, như là bạn Huy, bạn Đạt, bạn Linh, bạn Thảo. Chúng ta vỗ tay biểu dương các bạn.
Về nhà các em chịu khó sưu tầm và tìm đọc cho cô các câu chuyện kể về các anh hùng, các doanh nhân của đất nước, để chúng ta chuẩn bị tiết học sau kể lại câu chuyện đã nghe, đã học về các anh hùng, doanh nhân của nước ta. Tiết kể chuyện đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã tham gia tốt trong tiết học này.